Tết trung thu xốp nạp X2, 1 lít thì giá 200.000. Xốp Hùng Akira.vn, màu nhanh tay quay thử thôi nào. Mua ác Free Fire thử vận may kim cương tại xốpHùngAkira.vn nha nha nha. Ok, hello các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với lại là TikTok của Hùng. Mình live vui vui thôi các bạn. Mình nghĩ là do nhạc, chắc không phải đâu. Nhưng mà cái YouTube này, à nhưng mà cái TikTok này nó dở hơi lắm. Cái TikTok này làm video thì chả bao giờ thấy bản quyền nhạc. Nhưng mà livestream thì suốt ngày thấy bị tắt vì nhạc. Giống quả Facebook. Còn YouTube thì nó lại hay bị bản quyền, nhưng mà like có bao giờ nó bị sập đâu. Ê, bị chán đời. Nhưng mà nếu phải do nhạc thì đúng là mình đều biết nó sập do đâu ấy. Mình like một xíu nó khéo tự dưng nó lại sập like tiếp này. Mà chả biết là do đâu luôn. Làm khẩu AWM màu đỏ phát. Mặc dù là mình vẫn đang có một khẩu AWM khá là ngon, là khẩu AWM cánh thép, nhưng mà đơm lấy khẩu màu đỏ này vậy. Nick này quay khá hên đấy. Nick này quay được ra bản vẽ như này là hên đấy các bạn. Chứ mấy nick khác của mình quay toàn toàn da ấy thôi, toàn da đá thôi. Cái này bù cho hai cái này bù một cái, lỗ mẹ một huy hiệu. Lỗ một cái huy hiệu ở hộp này. Hộp này lời này. Có vẻ là mua hộp vẫn khá là lời huy hiệu. Mua hộp vẫn khá là lời huy hiệu ấy. Nhưng sao nào. Cái này bù cho một cái, cái này bù cho một cái, xong bù cho hai cái này là hòa này. Cái này là hơi lỗ này. Đây các bạn, nick Facebook của mình trông như thế này này. Không lẫn đâu được đâu. Và các bạn yên tâm là nếu bạn chỉ gửi nguyên Facebook chính của mình, các bạn không sợ bị mất đâu. Bởi mình chả bao mình lấy được các bạn cả. Trừ khi là các bạn gửi cả nick fake xong rồi là các bạn bị mất nhá. Trừ khi là các bạn gửi cả Facebook khác với Facebook này thì các bạn mới mất. Chứ nếu như các bạn chỉ gửi cho đúng một thằng là thằng này mà các bạn mất được, tôi là con chó nhá. Người đẹp trai là nói chuyện chỉ có uy tín thôi. Vâng, quên la vịa dạ gian rồi. Mẹ thiếu đéo chỗ để nhảy, đéo hiểu ai dạy nó cái trò nó nhảy ra đây rồi. Mẹ mày phi ra thẳng kho quân sự thì mày phi ra cái chỗ cắp treo để bố mày đu qua. Mày phi ra cái chỗ có 3-4 cái nhà mà 4 thằng lút. Thằng nào lút thằng nào đừng đây. Tôi sẽ lên càn quét cái kho quân sự trước. Thực ra thì nếu như mà các bạn muốn học tốt thì các bạn nên đi học thêm buổi chiều các bạn. Nếu mà trường các bạn không bắt đi học buổi chiều thì nên đăng ký đi học thêm. Thường thì hầu hết các trường đều học theo cái kiểu là học trên lớp nó qua loa lắm. Hầu hết thôi nhá. Trong đây có cả trường mình các bạn. Chả phải là phốt trường đâu. Nhưng mà học trên trường qua loa lắm. Chả biết cái vẹo gì các bạn ạ. Toàn phải đi học thêm của thầy cô, xong mất thêm tiền thì mới biết được thêm. Đúng kiểu là trên lớp thầy cô đeo dạy đâu. Đi học thêm mới biết các bạn ạ. Nó là thực trạng của nhiều trường ở Việt Nam lắm. Trường mình là một trong số đấy. Nên là ngày xưa mình toàn phải đi học thêm buổi chiều thôi. Không bị bắt đi học thì tôi sẽ đăng ký đi học. Còn bị bắt đi học thì tốt quá. Kiểu vẹo thì có phải đi học thêm vài cái lớp như ở lớp toán, lớp tiếng Anh. Ôi có thằng bắn AC80 chết đồng đội mình này. Bây giờ mình đẩy lên đây là nguy hiểm lắm, mình sẽ vòng đường này. Chết rồi, chưa mua được keo nữa. Nhưng bây giờ mình cũng phải để xu để cứu thằng này luôn. Đây rồi, ngon. Nhưng mà thằng bắn chết là thằng khác các bạn ạ. Khắc tên. Hùng lo được nha. Ê, nó cứu nhau rồi sao á. Thôi chết rồi. Mẹ nó thể luôn. Cay thế nhở. Ây da, tức ca. Nó bắn viên cái vỡ đầu luôn rồi. Trời ơi. Cái điểm hồi sinh này giờ cũng hay các bạn ạ. Nó có cái cột. Cái cột này là tôi biết nó sinh ra để làm gì, các bạn biết làm gì không? Để cho các bạn dễ cứu nhau hơn. Và để các bạn chấp nhận rủi ro để ra điểm hồi sinh cứu thay vì là cứu bằng xu. Trước nếu ai dám ra điểm hồi sinh cứu với họ toàn cứu bằng xu. Tại vì là họ sợ ra đây trống xong rồi là nó đục bông keo chết. Nhưng mà giờ các bạn có cái cột rồi. Cái cột này đéo đục được các bạn. Chứ khi các bạn ở gần đấy. Cho mình cái hộp này đi, đúng rồi. Hùng lượm nguyên cả cái hòm lên rồi, bạn anh đụng được đứng cái nịt luôn. Ui, 5 quả bông keo lận á. Vãi. 300 xu, ui. Đúng lúc có xu luôn các bạn ơi. Đây rồi, 1014. 1014 tôi bắn hơi ngu nhưng có vẻ là uy tín hơn mà các bạn.
Rồi biết nó trong nhà này đúng không? Đang nào chẳng phải chạy bo, anh em mình chiến nó đi. Công qua luôn này, ăn luôn combo luôn. Công qua luôn. Rồi, yếu rồi. Đục keo luôn. AK dùng sách level 7 để làm gì? Để đục keo chứ để làm gì nữa? Bắn nó bạn ơi. À, cái gì kia, cái gì kia? Đố má đồng đội bắn trong mù mắt vậy. Đục lên luôn. Nó nhảy xuống dưới rồi. Trâu thế nhở? Trâu quá vậy trời. Cái gì đã lại bắn nhau rồi, từ từ nào, cho hồi máu cái coi. Cho hồi máu coi, ngợp quá. Ngợp quá dân chơi à. Mình đục keo cho nhá. Yếu rồi, yếu rồi, lượm keo. Lượm nó luôn. Không sao đâu. Ưu tiên cứu người đã. Được rồi, bạn cứu đi. Mình gạt tụi nó ra. Hiểu ý như thế chứ. Thằng nào bắn đồng đội tôi nữa nhỉ? Vỡ đầu. Hết máu rồi. Có máu ra cứu ông kia kìa. Có xô nè. Không có rồi. Có máu nhưng mà mình không ra đấy được rồi. Mình không cứu được các bạn ạ. Mình đẩy lên tới đây rồi, giờ mình phải bắn nhau thôi. Không sao, các bạn dạng cái háng ra để Hùng lo cho. Dạng cái háng ra Hùng lo cho. Hero Dick, OE quần què các kiểu vân vân là mây mây nhá. Không biết tên bạn đọc kiểu gì luôn. NL gấu ca. Thằng này trung tim của cái thằng vừa đã giết mình rồi sao ấy. Nếu mình nhớ không nhầm tên thằng này là thế. Tại cái bo này tôi sẽ clear team của tụi đó. Tôi cầm đạn. Đạn gì? Má không chết kìa. Không chết kìa. Rampage. Địch đâu đấy, đi đâu đấy, sao mình thấy có dấu chấm đỏ đằng sau vậy? À. Ok ok. Cứu đi kìa bạn ơi. À thôi bó thu à. Thôi thôi thôi, nhưng mà ấy rồi. Bó đốt chết rồi. Ai cho em xin tí đạn súng trường được không ạ? Chết rồi. Xa qua bên kia cũng. Ghê bùa bóng ghê trời. Từ từ. Đông quá, mẹ bọn Huy 777 đây mẹ. Team nó lực quá. Khi nào thì đây chúng đau thật đấy. Đoán nó mất nhiều máu quá. Đéo trả thù được còn bị tụi nó clear hết luôn team chứ. Cày đấy. Cày đấy. Đồ ma ớt này cày à.